Xin chào mọi người, thì lâu lắm rồi mình mới quay lại làm video. Dạo này mình khá là bận ấy. Hiện tại thì mình đang làm hai việc full time cùng một lúc. Và công việc thì đều là UX designer. Hai công ty mình đang làm hiện thì một công ty là ở Sydney và một công ty ở Copenhagen, Đan Mạch. Mình thì mình rất muốn kiếm được việc ở Phần Lan, bởi vì mình đang sống ở Phần Lan mà. Nên là nếu mà mình kiếm được việc ở Phần Lan thì mình có thể kiểu có thể đến office làm này, xong rồi nghĩ là dễ để trao đổi với đồng nghiệp và phát triển được cái kỹ năng của mình hơn khi mà mình làm việc trực tiếp. Thế nên là đầu vừa rồi mình cũng apply rất là nhiều công ty ở đây. Một tiếng nữa là mình sẽ vào phỏng vấn của một cái công ty mà mình nghĩ là cái công ty này là cái công ty mà mình vào được đến cái vòng sâu nhất ở đây. Để nói sơ qua về cái quá trình phỏng vấn của mình thì mình đã nộp hồ sơ cho cái công ty cách đây khoảng tầm gần một tháng rồi. Và sau đó thì mình mới qua được cái vòng CV. Người ta có gửi một cái thư mời để phỏng vấn cho mình. Mình phỏng vấn với trưởng nhóm của cái team design. Và cái buổi phỏng vấn đó thì kéo dài tầm một tiếng đồng hồ. Và chỉ hỏi chủ yếu là người ta hỏi về cái kinh nghiệm làm việc của mình, cũng như là một số những cái gọi là những cái dự án mà mình từng làm ấy. Thì người ta sẽ hỏi là những kiểu dự án nào mà mình cảm thấy thích nhất này, hay là mình đã bao giờ gặp những cái khó khăn gì lúc mà mình làm ở agency hay là làm ở product hay chưa. Và có một cái điểm mình nghĩ là người ta khá là thích ở mình. Hiện tại thì một trong hai công ty mình làm thì nó là về công nghệ tài chính. Cái công ty mà mình đang apply hiện tại thì cũng là về tài chính. Thế nên là mình nghĩ là người ta khá là coi trọng cái điểm này ở trong cái phần kinh nghiệm của mình. Mặc dù là kinh nghiệm của mình thì cũng chưa có nhiều đâu. Buổi phỏng vấn đầu tiên kết thúc, tầm mấy tiếng sau là người ta đã gửi cho mình một cái thư, một cái email khác. Và người ta kêu là mình được đến tiếp vòng thứ 3. Tức là làm assignment thì người ta sẽ giao cho mình một cái assignment. Mình sẽ nộp trước hạn deadline là được. Người ta để cho mình khoảng 10 ngày. Nhưng mà thực ra người ta trong cái bài assignment thì người ta kêu là mình chỉ cần dành 2 đến 3 tiếng để làm cái bài này thôi. Cụ thể cái bài assignment của người ta sẽ là, bởi vì công ty là làm về một cái app về tài chính ấy, nên là người ta cho mình một cái tài khoản để mình có thể vào trong cái app đó và mình sử dụng cái app đó. Sau đó thì mình sẽ chỉ ra 3 cái điểm mà mình cảm thấy nó bất hợp lý. Sau đó thì mình sẽ đưa ra một cái giải pháp nhanh cho một trong 3 cái điểm bất hợp lý đó. Sau đó là đưa thêm một cái gọi là một cái kế hoạch dài hạn hơn. Nếu như mình có thêm thời gian thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Và mình pass qua cái vòng đó, người ta gửi cho mình một cái email tiếp theo để mời mình đến phỏng vấn ở vòng thứ 4. Thì cái vòng thứ 4 sẽ là để mình trình bày lại cái bài assignment mình vừa nộp, cũng như là để người ta hỏi sâu hơn về những cái gì mà mình nêu ra ở trong đó. Cái buổi phỏng vấn thứ 4 ấy không chỉ là có mỗi trưởng nhóm của team design nữa, mà còn có cả trưởng nhóm dự án này, cũng như là giám đốc kiêm founder của công ty. Cái buổi phỏng vấn đó thì mình đã chuẩn bị một cái presentation để mình nói sơ qua lại tất cả những cái vấn đề mà mình gặp phải. Sau đó thì mình nói sâu hơn vào cái phần phương hướng giải quyết. Nhưng mà phương hướng giải quyết thì mình không nói về cái phương hướng giải quyết nhanh mà mình đã trình bày ở trong assignment của mình. Mình nói về cái cách giải quyết, nếu như mà mình có thêm nhiều thời gian thì mình sẽ làm những bước nào, mình sẽ hợp tác với những ai ở trong team để có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Sau khi mà mình trình bày xong thì người ta sẽ hỏi thêm một số cái nữa về cách làm việc trong nhóm của mình, teamwork như thế nào. Là dụ như kiểu khi mà mình có ý kiến trái chiều với project manager thì mình sẽ giải quyết ra sao, hay là ví dụ cái design mình đưa ra mà lập trình viên không làm được thì mình sẽ làm như thế nào. Mình phỏng vấn vào thứ 4 thì người ta hẹn mình là trong tuần đó luôn là người ta sẽ cho mình biết kết quả. Thì đến hôm thứ 6 người ta gửi cho mình một cái email là người ta đang đợi câu trả lời từ một ứng viên khác. Và ứng viên đó thì có cái hồ sơ khá là giống mình ấy. Mình nghĩ là cái trình độ, cái mức kinh nghiệm nó cũng na ná như mình. Người ta xin lỗi và người ta kêu là người ta tầm giữa tuần sau người ta sẽ cho mình câu trả lời. Tuần sau chính là cái tuần này. Đến tận hôm thứ 5, tức là hôm qua, thì người ta mới gửi cho mình một cái email và vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Người ta nói là hiện tại thì người ta có 2 ứng viên, người ta rất là thích cho cái vị trí junior design. Một trong 2 người đó là mình. Điểm số nó khá là sát sao ấy, nên là chắc là người ta sẽ phải tổ chức thêm một cái vòng phỏng vấn nữa để quyết định xem ai là sẽ là người phù hợp nhất đối với công ty của họ. Vòng này sẽ là làm một cái workshop, một cái design workshop
và người ta sẽ đưa cho mình một cái thử thách, một cái vấn đề nào đó mình không biết trước. Và trong cái buổi phỏng vấn đó, mình sẽ tổ chức một cái buổi workshop để có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Nếu như mà bạn nào làm design thì chắc là các bạn cũng sẽ biết cái hình thức phỏng vấn này rồi. Nó gọi là Whiteboard Challenge. Thì lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên mình làm cái dạng phỏng vấn như thế này ấy. Nên là mình cũng khá là lo lắng, bởi vì mình không có thời gian chuẩn bị nhiều ấy. Tức là hôm qua người ta mình nhắn và hôm nay mình đã phỏng vấn luôn rồi, có chưa đến một ngày để chuẩn bị. Cộng thêm nữa là mình vẫn phải làm việc ở công ty, chứ mình không có thời gian rảnh ấy. Vậy hôm nay vẫn là thứ 6 mà. Flashback. Và hiện tại mình rồi là... đây. Bây giờ là 3 giờ 15 phút sáng. Mình vẫn chưa ngủ được, bởi vì nói chung mình cũng khá là lo. Và mình cũng kiểu đọc tất cả những cái bài mình có thể về cái cách giải quyết những cái design challenge như thế này khi mà tham gia phỏng vấn. Người ta có những cái tip thì mình cần lưu ý. Và hiện tại thì mình nghĩ là mình không biết là mình sẽ thức đến mấy giờ, mặc dù là sáng mai mình vẫn phải đi làm. Nhưng mà mình sẽ ngồi đọc cái cuốn sách này đây. Hiện tại thì mình nghĩ là mình sẽ ngồi đọc cái cuốn sách này. Ok, thì cái cuốn sách này nó là viết để dành riêng cho cái design challenge, cho interview luôn ý. Tức là cả một cuốn sách là chỉ nói về cái vấn đề đó. Và mình nghĩ là nếu mà mình có thể đọc kịp hết cái cuốn sách này trước cái buổi interview ngày mai. Buổi interview ngày mai đến là 6 giờ tối, bây giờ 3 giờ sáng, tức là mình còn 15 tiếng mình phải đọc cái này, cùng lúc đó mình vẫn phải làm việc full time và mình chưa đi ngủ. Quá là stress. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cố gắng để đọc hết. Tất nhiên là mình sẽ không thể đọc từng câu từng chỗ được, nhưng mà sẽ cố gắng nắm bắt được tất cả những cái ý chính. Cuốn sách này thì chỉ có 150 trang thôi, nên là mình nghĩ đọc cũng không quá là lâu đâu. Mong là đọc xong thì somehow vẫn nhớ được cái gì ở trong đầu thì mình có thể tuôn ra. Và lúc nãy còn mới xem một cái video ở trên YouTube, cũng của một senior UX designer, và người ta hướng dẫn mình làm cái design challenge đấy. Thì mình thấy rất là may mắn khi mình xem một cái video, tự dưng YouTube suggest mình cái video ấy. Thì cái anh ấy kiểu đưa ra một cái gọi là một cái template để có thể sử dụng trong cái design challenge đó. Thì mình có thể chuẩn bị trước, thì lúc mà mình vào interview mình sẽ không kiểu, tức là interview mình sẽ rất là hồi hộp ấy, nhiều khi mà mình sẽ quên hết rồi, mình sẽ kiểu lần cấn ấy. Thì mà cái thời gian thì rất là có hạn, mình phải thực sự là rất là quý trọng cái thời gian đó. Nên là nếu mà có thể chuẩn bị trước thì nên chuẩn bị trước, người ta không có mình chuẩn bị thì mình cứ chuẩn bị thôi. Đó là tất cả những update của mình cho cái buổi interview này. End of flashback. Thì đến bây giờ, hiện tại là 5 giờ hơn rồi, mình đã đọc xong cuốn sách đó. Mình đọc xong mình còn thấy áp lực hơn, bởi vì thực sự là người ta viết rất là chi tiết ấy. Mình không chắc là trong cái khoảng thời gian chỉ từ 30 đến 45 phút mình có thể nghĩ ra được những cái phương án chi tiết như thế. Thì hôm qua mình có xem được một cái video ấy, rất là hay, ở trên YouTube. Và anh ấy chỉ cho mình một cái template để có thể chuẩn bị cho cái buổi workshop này. Mình có thể thấy, mình sẽ chụp cái hình và để nó vào đây để cho mọi người thấy rõ. Cái template này thì sẽ giúp mình brainstorm nhanh hơn, và mình sẽ không mất nhiều thời gian để mà mình kiểu chuẩn bị những cái sticky note gắn vào đây. Và cái này nó cũng sẽ giúp mình là follow được đúng cái track, đúng cái hướng ấy, và mình không bị bỏ sót bất cứ một cái vấn đề gì hết. Nhưng mà mình mong là mình sẽ dùng được hết tất cả những cái, tức là mình có thể đụng được hết đến tất cả những cái vấn đề mà ở trong này đưa ra. Thì hôm qua mình cũng có gọi điện hỏi một anh làm UX designer ở Việt Nam, và anh ấy hiện đang làm cho Zalo ấy. Anh ấy cũng chỉ cho mình một số những cái câu hỏi mình có thể hỏi, và cũng như là cái hướng tư duy làm sao để giải quyết những cái vấn đề trong sản phẩm. Nhưng mà mình chỉ đang lo là nếu như mà giải quyết vấn đề trong sản phẩm ấy, thì mình nghĩ là mình có thể tự tin hơn. Còn nếu như mà giải quyết một cái vấn đề nó quá là rộng, chẳng hạn như kiểu làm thế nào để tăng trải nghiệm người dùng cho app Spotify chẳng hạn, thì bởi vì nó quá là rộng ấy, nên là
cái vấn đề đầu tiên là mình phải thu hẹp cái chủ đề lại và mình tập trung vào một cái vấn đề chính thôi. Thì mình không chắc là trong cái khoảng thời gian đó và với cái tâm lý hồi hộp như thế này thì mình có thể nghĩ ra được bất cứ một cái gì. Nói chung là rất là hồi hộp ấy. Thì nếu như mà cái video này được lên sóng, nghĩa là mình đã pass cái vòng phỏng vấn và mình nhận được việc rồi. Còn nếu như mà nó không lên sóng, nghĩa là mình không nhận được việc. Không biết mọi người có biết cái app Notion không? Thì nó là một cái app để ghi chú, nhưng mà một cái web, một cái app để ghi chú ấy, mình thấy dạo này khá là nổi ở Việt Nam rồi đó. Nên là mọi người có thể tham khảo thử. Thì mình thấy cái này nó rất là tiện để mà mọi người ghi chú, cũng như là check tất cả những... Nói chung mọi người có thể tổng hợp tất cả những cái thông tin vào đây ấy, nó rất là dễ dùng luôn. Thì đây, mình có làm một cái file workshop challenge như thế này. Thì mình ghi ra những cái câu hỏi mà mình cần hỏi, cũng như là kiểu cái mục tiêu của câu hỏi là gì, cái mục đích của câu hỏi là gì. Xong giả dụ có thể ghi một số cái những cái điều cần lưu ý ấy, của sản phẩm ấy. Còn 30 phút nữa thôi để buổi phỏng vấn rồi. Và sau khi kết thúc thì mình sẽ update lại cho mọi người. 1 hour later. Mình vừa mới phỏng vấn xong mọi người. Anh nghĩ là mình làm không có tốt cho lắm. Lại mình không có expect là người ta sẽ đưa cái đề bài như thế. Thì người ta đưa một cái đề bài là tưởng tượng là mình đang ở trong một cái ga tàu điện, một cái ga tàu, và mình cần phải mua vé. Thì cái mình sẽ mua vé qua một cái kiosk. Thì cái kiosk đó nó có cái giao diện rất là xấu và rất là khó để mà mình mua vé được, và mình rất là bực mình vì mình không mua được vé. Thì nếu là với quan điểm của một designer thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, và mình sẽ phải đưa một cái giải pháp cho engineer, cho cái đội kỹ sư để người ta sẽ hoàn thiện cái này. Và mình thì chỉ có 20 phút. Mình chỉ có 20 phút. Mình không nghĩ là mình sẽ được kiểu 30-45 phút ấy. Nên là mình đã làm cả một cái process rất là dài. Mình hỏi kỹ về kiểu user như thế nào này, những cái problem gì này, rồi mình hỏi cả những cái xung quanh nữa. Đến khi mà gần hết thời gian ấy, mình cứ nghĩ là mình có 40 phút tất cả cô, nhưng mà hóa ra là mình chỉ có 20 phút thôi. Nên là đến khi gần hết thời gian rồi thì mình mới kêu là bây giờ người ta chỉ cần mình làm một cái interface rất là đơn giản thôi để xem mình đưa ra idea như thế nào. Kiểu mình đi hơi lòng vòng ấy, mình cảm thấy thế. Nhưng mà ít nhất là mình biết được, sau khi mà hỏi những cái câu đó thì mình biết được là cái vấn đề hay gặp nhất là ở cái vấn đề để trả tiền. Người ta kêu là người ta sẽ phỏng vấn người còn lại vào ngày mai và người ta sẽ cho mình biết kết quả. 3 hours later. Bây giờ đã là 3 tiếng sau buổi phỏng vấn. Thì sau đó thì mình cũng nói chuyện với bạn mình. Sau khi mà bạn mình nghe thì anh ấy cũng nói là nghe xong anh ấy cũng không biết là mình sẽ có được nhận hay không. Nhưng mà bởi vì anh ấy cũng kêu là cái lỗi mà mình gặp phải ấy thì cũng có khá là nhiều junior mắc phải, tức là hạn chế về mặt thời gian như thế. Thì trong lúc đó thì mình cũng có ngồi đưa ra thêm những cái idea khác dựa trên những cái thông tin mà mình thu thập được từ cái buổi phỏng vấn, từ cái buổi workshop, sắp xếp lại cái những cái idea của mình. Sau đó thì mình có bổ sung thêm một số vấn đề mà mình chưa có đề cập tới, vẽ lại cái giải pháp của mình. Thực ra mình vẫn giữ nguyên cái idea ban đầu của mình, nhưng mà chỉ bổ sung thêm những cái chi tiết nhỏ khác thôi, và vẽ lại cho nó dễ nhìn hơn. Rồi mình vừa mới gửi email cho cái người phỏng vấn mình, và mình nói là rất là cảm ơn vì người ta đã dành thời gian cho mình. Cũng giải thích là đây là lần đầu tiên mà mình làm một cái design challenge như thế, và cũng là lần đầu tiên mà mình thử làm với một cái máy mua vé, một cái máy bán vé như thế. Cái performance của mình nó chưa được tốt như là mình mong đợi. Thế nên là sau cái buổi phỏng vấn thì mình đã dành một chút thời gian để mình suy nghĩ lại, và mình đưa ra thêm ý tưởng mới, rồi sắp xếp lại những cái solution mà mình đưa ra và mình gửi cho người ta. Nhưng mình gửi cho người ta cũng chỉ là phác thảo nó khá là đơn giản thôi, không có gì phức tạp hết. Lời khuyên cho các junior UX designer là mình nghĩ là nên chuẩn bị, cái quan trọng nhất luyện tập tư duy, phản ứng một cách thật nhanh nhẹn, thật là nhạy, bởi vì cái thời gian nó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng.
một trong những cái lý do vì sao mà mình thấy là cái phần của mình chưa tốt là bởi vì mình quản lý thời gian chưa có tốt. Thì đó là một điểm mọi người cần lưu ý. Thì tốt nhất ý, mọi người nên set thời gian, ví dụ cho phần hỏi là chỉ 50 phút thôi chẳng hạn, và sẽ để tầm 20 cho đến 25 phút cho cái phần nghĩ giải pháp, lên idea. Và mọi người có thể quản lý bằng cách đặt đồng hồ. Thì bởi vì thực ra ấy, lúc mà mình làm ấy, mình sẽ bị quấn theo cái flow, mình sẽ bị quấn theo cái vòng làm việc, và mình không để ý đến thời gian là bao nhiêu. Người ta cũng sẽ không nhắc cho bạn đâu, trừ khi là đến khi gần hết giờ rồi, khoảng 10-15 phút rồi, còn tầm 10-15 phút nữa thôi mà bạn vẫn chưa nghĩ ra idea, thì lúc ấy người ta phải nhắc bạn. Như trường hợp của mình này, thì đến lúc ấy thì nó đã quá muộn rồi. Mình nghĩ là không nên làm thế, mà mình nên chủ động hơn. 3 days later.